Chiều ngày 19 tháng 9, Bí thư tỉnh ủy Lê Minh Quang đã chủ trì buổi tọa đàm về nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo phát triển hợp tác xã đối với cấp quỹ. Bí thư tỉnh ủy yêu cầu từng cấp quỹ phải xem xét phát triển hợp tác xã là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu. Theo đề án phát triển 15.000 hợp tác xã liên hiệp, hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020 của Chính phủ vừa ban hành, Đồng Tháp phải có 219 hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã nhận định. Chỉ tiêu này khá cao do các địa phương đang thực hiện chủ trương hợp nhất, sắp nhập các hợp tác xã quy mô nhỏ, hiệu quả thấp thành hợp tác xã có quy mô lớn hơn và giải thể các hợp tác xã ngưng hoạt động nên số lượng hợp tác xã sẽ còn biến động. Tiến sĩ Trần Minh Hải, giám đốc Trung tâm đào tạo tư vấn kinh tế hợp tác, trường cán bộ quản lý nông nghiệp phát triển nông thôn 2 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là người có nhiều gắn bó với Đồng Tháp trong phát triển hợp tác xã. Trong số những vấn đề nêu ra thì phát triển hợp tác xã theo hướng đa dịch vụ được quan tâm, Bí thư tỉnh ủy Lê Minh Quang cũng cho rằng, hợp tác xã phải dần tiến tới hoạt động phi nông nghiệp để tăng lợi nhuận cho thành viên. Bên cạnh đó, tiến sĩ Trần Minh Hải còn chia sẻ nhiều điều thú vị khác, đó là hợp tác xã cần hướng đến đa thành viên, có nghĩa là có sự tham gia của nhiều thành phần như công chức, viên chức, tiểu thương, người có đất và không có đất, đảng viên nơi cư trú. Bí thư tỉnh ủy Lê Minh Quang cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng hợp tác xã hoạt động không hiệu quả, nhưng cần phải tìm ra cái nào là cốt yếu để khắc phục. Nhiều lần nhấn mạnh vai trò của cấp quỹ, ông Lê Minh Quang mong muốn người đứng đầu phải thấy được nhiệm vụ của mình và sáng tay vào cuộc. Bí thư tỉnh quỹ nhấn mạnh tỉnh không đặt nặng chỉ tiêu, tuy nhiên các cấp quỹ phải làm hết khả năng của mình bởi vì chỉ có hợp tác xã mới là cứu cánh cho đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.